Rồi, cái kia hai, cái kia một này hai. Đi mà phải rón rén vậy nè. Trời ơi, bà này chắc là kêu là công chúa thời mạng thanh quá. À, thì đó thì đi cái dai nó không có điều. Ok, được rồi. Dọng cái tay qua đây. Phải dọng cái tay kia lên. Đó, lên, được rồi. Bỏ cái tay ra, đổi qua bên kia. Rồi, cái kia hai, cái kia một này hai. Ok, được rồi. Rồi, để tôi làm cho luôn cho để trong kia chờ đợi nha. Ủa vậy? Rồi kêu ra. Bây giờ thường mà mấy cái đó vậy nó gãi tay rồi. Gãi rồi, mềm lại. Đừng có gọng, gọng mình chết. Rồi, yên yên là chị xíu, ok. Rồi, xong rồi. Rồi, để đi nha, êm, êm. In, in, dạ, hay nha, in, sao rồi? Bây giờ nghe sao rồi? Dạ, ở lại bên đây còn ra, làm thử thôi, vòng tay lên. Dòng tay cái này ra sao, này cái này sao? Tút 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 tút. Rồi khác rồi ha, mềm mềm xíu. Tay này. Tút tút. Quá không nổi rồi. Thôi về đi. Nghe nói về, tính về liền. Dạ, con nằm đây. Em, lót vô cái này. Rồi, rồi. Rồi, nhà đâu? Ơ đà đà, bù trợ, rồi gỡ lên nha. Rồi. Rồi ở nhà có đầy giường dâu không? Dạ, tới đây không. Không. Rồi thôi, thả mềm nha. Rồi nghĩ tới cái giường dâu nha. Không được luôn. Trời ơi. Mới không nghĩ tới cái giường dâu xong như kia bụng. Không có giường dâu thì nghe gì. Ok, nghe sao rồi? Bây giờ nó gãi hết vậy không? Rồi quay qua đây. Đó. Êm, êm. Bây giờ cái năm quay tự nhiên bây giờ hết sợ rồi đấy nha. Rồi, cái này để qua đây nha. Xích ra qua đây tự đoạn nó vậy đó. Ok. Kéo cái này về ra. Đó, vậy đó. Đúng rồi. Vậy bẻ mới dễ. Nghe nhẹ nhàng hơn phải không? À. Nó biết bài gì đây không? Nó biết bài gì đây không? Bài gì không? Ủa, đúng rồi. Thì làm hai bài tập rồi. Rồi bây giờ chạy đi. Chạy lại. Chạy đi không sao đâu. Chạy được rồi. Đó. 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 Chạy lại đây. Chạy bên kia. Đó. Chạy lại đây. Mạnh dạn đi, đừng sợ. Hốt đi anh em, chùm gam nào anh em. Khỏe bên trong, đẹp bên ngoài, phòng ngừa bệnh, tăng đề kháng, giúp ăn ngon, ngủ ngon, tiêu hóa tốt. Liên hệ khóa học theo điện thoại Sài Gòn 0918 133 635, Hà Nội 0326 811 258. Để có trong tay đá chườm gan cặp đá diệu kỳ đến tận cửa nhà, bạn hãy liên hệ Thành phố Hồ Chí Minh và các khu vực phía Nam, điện thoại 0858002299 hoặc 0937853823. Hà Nội và các khu vực phía Bắc, điện thoại 0832186688 hoặc 0983581652.